Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay thì em tiếp tục review đánh giá nhanh cho bác, đó là mẫu Gian XK1 đời 2022. Là sau khi đã nhảy cấp bậc từ 2020 đến 2022, bỏ qua 2021 thì chiếc xe này có gì nâng cấp so với đời cũ? Thì đầu tiên đó là về nước sơn, thì sơn con này nó là xanh cái kiểu gọi là pha giữa xanh lục bảo và xanh dương. Nó không phải là xanh lục bảo hẳn, nhưng mà nếu các bác nhìn ở bên ngoài thì cái màu sắc này cực kỳ đẹp. So với trên video thì nó sẽ bị đậm hơn một chút so với ngoài thực tế. Đấy, đây các bạn có thể dơ gần sát này, nó sẽ đậm hơn so với ở ngoài, nó sẽ nhạt hơn trên video một tí các bác nhé. Nên các bác có thể là xem trực tiếp hình ảnh nhé, nó chụp ảnh nó nét hơn. Đấy, ngoài ra thì thiết kế của xe thì vẫn xe thiết kế khung nhôm, càng nhôm, group sự group ra Shimano Toley, từ gạt đế trước Shimano Toley, củ đế sau Shimano Toley, và xe sử dụng 3 đĩa 8 lít đều sử dụng đầu Shimano và xích đặc biệt xích KMC không gì. Đây chi tiết đây. Chi tiết chiếc xe thì phiên bản này chỉ nâng cấp mỗi cái nước sơn thôi nhé. Nâng cấp mỗi nước sơn nhưng mà nó đáng giá. Em thích chiếc xe này hơn chiếc XK2. XK2 nước sơn của nó nhìn nó không bắt mắt bằng chiếc XK1 này. XK1 này nó làm cái màu sắc phong cách của chúng ta thay đổi đi rất nhiều vì cái nước sơn nó đẹp hơn, không bị tù như cái con XK1 2020. Đấy, vẫn có sử dụng bộ tăng tốc này, tay đề Shimano này, tay phanh dầu Techo này, càng nhôm dễ dàng nhận biết này. Nói chung là cái mối hàn này rất là nhiều các bác chê này, nhưng mà thực sự nếu theo đánh giá thì nó làm đang thực được theo tiêu chuẩn của Nhật. Nó thích kiểu là để nộ mối hàn ra để các bác thể nhìn rõ hơn và nó sẽ bền hơn khi các bác mài đi. Nhiều cái loại hãng nó mài cái kiểu này đi nhìn nó mỏng, nhiều khi rất là đẹp nhưng mà nhìn nó mỏng quá. Càng nhôm này, phanh đĩa dầu này, Shimano này, xin lỗi anh, phanh củ phanh là Techo, còn đĩa là đĩa gian màu trắng, gạt đế trước Shimano Toley này, đùi đĩa nhôm 3 tầng đĩa là Prowell này, xích KMC không gỉ 8 tầng này, củ đế sau Shimano Toley này. Đấy, phanh Shimano nip Shimano này, Meyer nhôm. Đấy, cam tròn, bê đan vẫn là bê đan nhựa này, yên gian. Nói chung là nhiều bác thắc mắc hỏi là chiếc Gian XK1 này và XK2 khác nhau cái gì. Thì đầu tiên là thiết khác nhau đó phần càng xe. Thì càng chiếc XK1 là càng nhôm, còn con kia càng thép. Và thứ hai đó là phần níp. Níp của xe sử dụng níp 8 tầng Shimano loại HG, còn con kia là CS. Đấy. Con này cao cấp hơn các bác nhá. Và củ đề nó cũng cao cấp hơn một chút. Đó là củ đề Shimano Toley TX, con kia là TZ nên nó sẽ đắt hơn. Tại sao chênh nhau hơn 2 triệu nó phân khác nhau về càng, củ đề và níp. Đây là để các bác dễ dàng nhận biết hơn. Và phanh dầu, đây chiếc xe này hiện tại đang có trên website xe là 88.vn, các bác tìm vào website tham khảo mẫu Gian XK1 2022 hoặc alo hotline 0933 522 186. Cảm ơn các bác dành ra xem video, xin chào các bác.